Làm sao giữ chánh niệm khi nghe các sư giảng pháp? Lúc này chúng tôi chú tâm lắng nghe các sư, thì làm sao tập trung vào đề mục thiền? Thì quý vị chú tâm lắng nghe đó. Chú tâm lắng nghe, nghe những gì đang nghe và suy nghĩ những gì đã được nghe. Chứ sư đâu có kêu quý vị đang ngồi đây nghe pháp mà quý vị theo dõi hơi thở đâu. Sư cũng không kêu quý vị ngồi đây nghe pháp mà quý vị thực hành tâm từ. Nhưng nếu như quý vị có thể nghe bằng tâm từ, đó là điều tốt. Quý vị nhìn bằng tâm từ, nghe bằng tâm từ, đó là điều tốt. Còn nếu quý vị không làm được thì cứ chỉ đơn giản là tập trung để lắng nghe thôi. Nhớ cái chánh niệm ở đây đó, nó tùy vào mỗi hoàn cảnh mà sử dụng không có giống nhau. Như trong Niết Đề Xá đó, chánh niệm còn có nghĩa là trạng thái không thất niệm. Chánh niệm còn có nghĩa là có niệm thì cũng gọi là chánh niệm. Thế nào là trạng thái có niệm? Là trạng thái có sự ghi nhớ thì đó là có niệm. Cái sự không thất niệm là sự không nghĩ cái gì khác ngoài ra đối tượng thì đó là chánh niệm, là không thất niệm. Thì khi quý vị nghe pháp á, chúng ta tập trung nghe pháp và không nghĩ cái gì ngoài ra đó, thì đó là sự không thất niệm, và khi đó là chánh niệm. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta chưa có hiểu rõ cái nghĩa của từ, và chúng ta bị chết vào cái bẫy của ngôn ngữ ha.